Ông nội ha, thì cũng có đang mua vé lên thì có ông nội nói chuyện rồi đó, thì có cái chị Khánh Ngọc, chị thấy ông nội thấy tội quá, thì chị có gửi cho ông nội 1 triệu bỏ túi ông nội để dành xài ha, mua đồ ăn rồi ha. Dạ. Chào ông nội. Cô Khánh mấy nè. Cô Khánh Ngọc. Cô Khánh Ngọc ở Sài Gòn á. Dạ chào cô Khánh Ngọc. Dạ. Ngồi xuống đi. Dạ. Dạ, hôm nay được cô Khánh Ngọc giúp cho đường chịu bạc là rất đội ơn cô. Dạ. Thấy ông nội tội nghiệp quá trời, đứng khóc hoài. Dạ. Khổ rồi, chỉ cho ông nội 1 triệu để dành bỏ túi xài. Dạ. Thì ông nội ông buồn hoài hả mọi người? Dạ. Ăn cơm thì ít xịu mà tại vì đau lòng khi mà con dâu nó mất đó. Dâu mất rồi bỏ ra mấy đứa con, mỗi lần ông dầm mấy đứa cháu là ông rơi nước mắt không rồi ông khóc à. Nhớ là những cái kỷ niệm mà lúc mà con dâu còn sống ở kế bên là nấu cơm nấu nước rồi cho ông ăn á. Nói chung là cái chuyện bất cứ chuyện gì thì người dâu cũng làm được cho mọi người. Vợ của em Hiếu làm giỏi lắm. Cũng nhờ cái sự ủng hộ của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đó, thì em Hiếu cũng được cái nhà là cắt cho 3 cha con 4 cha con ở. Cái này mình cũng rất là mừng hết mọi người, nên cho được cái nhà với ông nội mừng không nội? Dạ mừng dữ lắm. Dạ. Thì nói đây tôi ba của thằng Hiếu thì dạ. Được sự giúp đỡ của bà con cô bác gần xa, được cho con tôi được cái nhà thiệt là tôi cũng đội ơn hết, cảm ơn hết. Dạ. Ông già gì, ông nội già gì mà còn đi cắt cỏ cho bò ăn được không mọi người? Thấy khổ không? Tối là hai ông bà hức, ông nội pha sữa hả? Dạ, có khi thức thì cũng pha sữa, rồi có khi mấy đứa cháu này nó tiếp. Dạ. Hai ông bà nội với ổng mà giữ đứa bé nhỏ nó bằng đêm đó mọi người. Nó thức, nó khóc rồi cũng đâu có ngủ được gì. Dạ. Ngay được sự giúp đỡ của cô bác, bà con gần xa thì là một cái niềm quý báu mà không biết làm sao mà để đền ơn lại được, thì cũng cúi đầu để cảm ơn hết trơn luôn. Dạ. Yeah. Thì con nghe nói hồi cái lúc xưa là ông nội khổ lắm không nội? Khổ lắm chú ơi. Ông nội kể cho bà con của bác ta nghe thứ không nội? Thì hồi xưa vô đây ở thì cũng cái nhà thì nó ngay có bề ngang, nó có cái chõng với cái giường ngủ, hai chồng với mấy đứa con ngủ trong, rồi ông già thì bộ ngựa ở ngoài. Dạ. Yeah. Nó gọn khôi đó. Mặn. Dạ. Sống qua ngày đó rồi thời gian sau này năm cũng lăn lóc sống rồi thời gian 2008 đó. Dạ. Thằng con Minh Hằng Hiếu đó nó bị tai nạn xe rồi. Dạ. Tính nó chết không à, rồi cũng nhờ sự giúp đỡ của bà con người ta mới đưa tới bệnh viện. Dạ.
rồi đó, rồi bác sĩ rồi mới chuyển lên tới bệnh viện Chợ Rẫy vậy đó. Rồi mới đâu 7-8 giờ mới hay cái tin, hay tin rồi thì tới sáng mình mới đi lên được. Mình nghèo đâu có xe cộ gì, đâu có tiền bạc thì mình đi liền được. Mới chạy quần tiền ăn đi tiền xe anh chả anh, rồi gom lên chả anh, vợ chồng lên chả anh mới nuôi nó được tới ngày xuất viện thì cũng khoảng một tháng, đúng tháng. Rồi thì bác sĩ mới cho về xuất viện về. Về rồi thì cái rồi đâu dần khoảng những tháng sau cái tôi mới ngã bệnh nữa. Rồi mới đưa lên thành phố nằm nữa. Bị bệnh viện Sa Đéc thì người ta trị không được. Rồi mới đưa lên bệnh viện thành phố nằm. Nằm cũng ở trên cũng một tháng mấy nữa. Rồi về thì coi như là bán công đất, có công đất cũng bán luôn không nội? À, giờ bán công đất luôn, có công một khổ một, có công đất bán luôn rồi đi làm mướn hơn không? Rồi mới đi mừng mướn ăn sống hàng ngày. Rồi qua mấy năm nay rồi nhờ ở trên ấp trên xã người ta mới thấy vậy, người ta mới cho như 30 triệu. Ba chục triệu nuôi bò, bò cũng chết luôn. Vậy 30 triệu mua đi bò nuôi, nuôi được 10 tháng nó chết một con. Cuộc đời có nhiều người rất là khổ không rồi. Nó chết rồi cái mà đâu biết sao giờ tiền nó mua lại đâu. Nó bán bò đó được 10 mấy triệu. Nó bán bò chết được 6 triệu nữa. Mới hỏi thêm tiền ngoài mới mua có được đôi bò nuôi lại. Mình hỏi mình cũng đóng lời cho người ta phải không ạ? Dạ hỏi cũng đóng lãi hàng tháng đó. Con trai thì đứa nào cũng nghèo chứ mọi người. Nhà anh Tư còn tệ dữ nữa. Đây, con thì nó cũng nghèo khổ không à. Bây giờ cái thằng Hiếu này nó bị dù có vợ con nó mất nữa. Dồn dập thì cuộc đời sao thấy nó khổ quá. Rồi bây giờ ông cũng mà lo tiếp ba đứa cháu chứ ông Hiếu cũng có biết lo vậy. Tôi với bà cũng ra gắng lo cho cháu mình chứ. Với đường ông đâu canh mấy đứa nít được. Nhưng chứ nó giờ nó bị tai nạn xe đó rồi nó có hoàn cảnh đó, nó cũng hơn có coi như là nó không có được bình thường nữa. Lúc nhớ lúc không không ạ? Dạ nó lúc nhớ lúc không, nhiều khi rồi nó nói chuyện rồi nó cũng hơi lãi lãi. Dạ. Thì tôi nói thôi kệ con nó còn sống mình cũng mừng. Sợ nó chết nữa. Bây giờ cũng ráng lo cho mấy đứa cháu, mà nhìn thấy mấy đứa cháu rồi chịu không nổi. Nó mất mẹ rồi thấy nó đau khổ biết bao nhiêu. Mất rồi cũng còn nhỏ tuổi nữa, không phải lớn tuổi đâu, mới 32 tuổi rồi. Thấy con dâu thì thấy nó cũng tốt được, thấy cũng mừng cho gia đình, nó cũng biết chăm sóc, nó lo đồ ăn uống đồ này kia với cha mẹ, nó thấy cũng tội nghiệp. Lễ phép phải không? Dạ. Nghe không có đồ ăn thì nó cũng đi kiếm cá mắm đồ gì ăn. Dạ. Sợ cha mẹ ăn cực chịu không nổi. Dạ. Bây giờ thấy sáng là chiều thì thấy mấy đứa cháu rồi, ba đứa cháu mình chịu không nổi, thấy đa đứt ruột quá trời đi. Lúc mà bên xui giàu không, không nghèo không? Ở bển cũng nghèo nữa chú ơi. Nghèo quá hả?
rồi con dâu chết thì ông xui cũng chết theo luôn. Dạ, ông nghe hay cái tin rồi đâu chừng năm mấy ngày sau rồi ông bệnh ông cũng chết hả mấy rồi. Bà xui thì cũng đau vô nhập viện luôn. Dạ. Mà không biết bà xui hết về chứ không? Mấy ngày rồi tôi không có hỏi thăm nữa. Dạ. Xui mà xui dồn dập tới luôn hả mọi người? Dạ. Anh Tư thì cũng hai đứa con cũng làm mướn ăn không mà mọi người, nói chung là ai cũng làm mướn. Ông nội thì già đâu làm mướn nổi, cắt cỏ cho bò không à? Cắt mà có khi cắt cũng cái này bây giờ mà cũng mệt lắm chứ rồi cái mệt mặn mà hết rồi mới ngồi nghỉ. Dạ. Chứ đâu có mà mặn như hồi mấy năm trước được. Ngày cắt mấy lần rồi? Ngày sáng thì ráng cắt để cho nó đủ ăn ngày vậy đó. Ngày nào cũng vậy chứ ha? Dạ, ngày nào cũng bắt đi cắt vậy. Sáng mà bữa nay tôi đi cũng cắt sớm lắm. Cắt sớm rồi về đi xin cái giấy rồi đi lên bệnh viện cao lãnh đó. Dạ. Giả cái số tiền cho con nè, rồi đi xin, rồi mà ấp thì nó xác nhận, rồi về quý ban này hô để chờ quý ban xác nhận mới cho đi. Dạ, rồi, sau dịch ha? Dạ. Dạ. Khổ, ai cũng khổ dần. Anh Tư cũng đi làm mướn không vậy không nội? Nó cũng mần mướn ngày không mà chứ quên mà mần bây giờ cũng có ai đâu mần nhiều đâu. Dạ. Nhiều có khi mần được chừng ngày, hai ngày, cái này cũng nghỉ 5-7 ngày. Dạ. Cắt được căn nhà của Hiếu xong có là mấy đứa này lớn lên là có chỗ ở khỏe rồi. Dạ. Còn cái nhà ông thì nó còn một người về trong gia đình, người cháu này kia tùm lum chứ. Còn con thằng nữa. Thằng nữa làm mướn Sài Gòn thằng không nó cũng đi mần mướn vậy nó chứ ơi, nó mần công ty vậy nó. Dịch thì đâu về được ha. Người đâu có không có dám về thì đâu có về được. Dạ. Rồi được số tiền này là quý quý dữ lắm luôn, mừng dữ lắm luôn. Dạ. Cũng cảm ơn chứ biết nói gì giờ. Dạ. Thì chỉ thấy ông tội nghiệp. Dạ. Ông nói rồi tí chừng mà nhức đầu không có tiền mua thuốc uống chỉ thấy tội nghiệp. Ông thì chỉ gửi cho ông 1 triệu bỏ túi. Dạ. Để dành không có xài gì thì không mua. À, có xài chú ơi, để dành đó, đừng sợ mà ở khi có đau bệnh nhức đầu nóng lạnh gì bệnh gì đó cái mình có tiền rồi mình mua thuốc uống. Dạ. Chứ đâu có gì. Dạ. Chứ tôi mãn năm chú ơi đâu có đi ra mà tiệm mà quán gì mà ngồi ở đâu, không dám. Chứ phần mình không có tiền rồi. Nhiều khi đi ngang rồi anh em bè bạn đều kêu tôi cũng không có ghé nữa, không dám ghé. Dạ. Mình trong túi không có tiền mình ghé rồi mình không trả thì cũng kỳ rồi, mình không tiền trả rồi nó kỳ, không lẽ mình đi uống nước rồi mình đi về. Dạ. Hay cũng cơ khổ không rồi. Có khi đi như con nhỏ con gái nhỏ thứ hai đó nở mà cái ngang đó rồi nhiều khi chiều chiều lâu lâu 5-10 bữa cái thì rủ ba và tôi với bà đi ra ngoài con chơi hồi cái đi về chứ hả. Dạ. Có đi đâu á. Em cũng cảm ơn chị Khánh Ngọc ha, đã cho ông nội 1 triệu để ông nội bỏ túi thài. Thì thấy hương tội nghiệp ông. Dạ. Tôi cũng xin cảm ơn cô Khánh Ngọc. Dạ. Dạ. Được ông đừng gặp đầu ông lớn rồi. Ông nội 6 mấy rồi phải không? 67 rồi. 67 gần 70 rồi mọi người. Dạ. Mà còn đi cắt cỏ đâu nói ha. Mà dẹp dọn là ông nội rồi làm dẹp dọn này kia rồi được chân còn làm được. Mình mần cũng lo mần cho con nó, ví dụ cho con nó để mần cái chuyện này chuyện kia nó đỡ cho con chút nữa. Dạ. Mình còn mần nữa mình mần. Dạ. Vài năm nữa là ông hết đi cắt cỏ nói rồi.
Trời ơi chú ơi, thì gác gác vậy chứ nó cũng đuối cho mình lắm. Bây giờ không lẽ là mình ăn được cái mình nữa không, mình nằm nhà rồi hoài sao, thôi kể mần chừng nào mần chết chết không biết sao giờ. Cắt cỏ cũng mệt lắm không à, ăn chưa lắm chú ơi. Chú biết không, một lần chú đội cái bó cỏ mấy năm trước còn bự chứ giờ đâu có dám đội bự nữa, ôm gọn gọn vậy. Chứ kiếm mấy chỗ gần gần ngoài lộ mình bỏ xe rùa mình đẩy gì à. Chứ trong xa quá đổi không nổi. Nhưng hiếu thì bữa nào đó không có mi mần rồi đó thì kêu nó tiếp phụ bó hai bó cỏ. Đổi gì ha. Dạ. Rất là tội nghiệp ha mọi người. Nhắc tới dâu mà mới chết đây có 2 tuần rồi mọi người dễ gì quên. Tại vì cái vợ em Hiếu này ở đây là tốt với ông nội bà nội lắm. Thương nó lắm. Hiền mà nó biết, cũng như nó biết chăm sóc. Nó lo, ví dụ không có đồ ăn thì nó cũng lo cho cha mẹ ăn. Chứ nó không cho ăn nước mắm, muối. Hai chồng đi xịt cá hoài luôn hả mọi người? Đi xịt. Ngoài thằng kia thấy bữa nào nó đi mặn thì không có bắt được cá. Nó đi mặn ở nhà thì kia nó đi kiếm cá ăn chứ chú coi giờ tiền ở đâu mà mình đi ra mua hoài. Rồi đi ra mua thì cũng như mình mua bảy bả ví dụ dưa mắm hay là cá lồng tông cá mòm rồi ăn chứ đâu phải nói mua thịt ăn đâu. Ở 2-3 tháng chú ơi chưa ăn được biết được miếng thịt nữa. Ủa ký thịt giờ cũng 100 mấy ngàn ít đâu. Giờ mình mua cái thịt cả 100 mấy chục ngàn rồi chú ơi, ngày đó tiện ở đâu mà có mà mua. Thì làm cái này anh em mới sớm người ta lại người ta phụ dọn dẹp tiếp chứ không có mấy anh em mà tốn tiền lắm mọi người. Người ta hương lại người ta làm phụ đi mướn là tiền không mà làm giùm không à, tiếp không à. Thôi con cũng cảm ơn ông nội ha. Chị Khánh Ngọc cho ông chịu ông để dành ông ở túi một xài nha. Cũng cảm ơn cô Khánh Ngọc. Chào ông nội ha. Tội nghiệp trước cuộc luôn nè. Ông nội là tốt, tâm tốt, hiền, rất là hiền ha.